sắc nha mọi người. Cách chả bí sắc uống sữa là optimum mà. Chỗ có bí đồ sữa với bí đồ sữa, bí đồ uống sữa nè. Bí ôm bình sữa bí uống á. Thấy dễ thương không mọi người ơi? Mình sẽ bóp cái chai lọ thuốc này, bóp đều 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 ra như giọt sữa của mẹ nó chảy ra trong miệng nó vậy đấy. Bí này đồ uống sữa quá, bí lớn rồi, bí đồ uống sữa quá. Cho mọi người cách xem baby sắp uống nha, uống sữa nha. Đây mọi người, hai cái tay của nó này mọi người. Đây baby sắp đây được đặt tên là Bí Bin. Bí đây là Bí Bin nè. Rồi Bí Bin đã no rồi, bỏ lại vô vô đi vô. Sao Bí Bin không chịu Bí Bin đồ uống nữa, Bí Bin đồ uống nữa mọi người, Bí Bin đồ uống nữa thôi. Bí Bin nó thích nằm trên tay mọi người ơi. Rồi Bí Bin đã vào làm, Bí Bin nó thích ở ngoài thôi. Đây bí lò đây, bí lò đây mọi người. Bí lò lì lắm. Đây bí lọ, bí lọ ở đây. Ở đây. Ở đây sữa nè. Sữa nè. Sữa cho bí lọ nè. Bí lọ uống dễ thương lắm. Mọi người coi bí lọ uống nè. Bí lò uống rất là cưng. Rảy là no rồi mọi người. Rảy là no rồi đó. Rồi. Cha biết là gì lại làm nè. Là gì lại làm mình đây, gì lại chữ. Biết là rất là dễ thương, uống no rồi gì làm rồi lủi núp dưới cái giấy này ngủ thôi. Biết là bí út cưng đây, bí út cưng là nhỏ nhất cho nên là đặt là út luôn. Bởi vì bí nhỏ lắm, bí còn nhỏ. Đây. Bí này rất là còn nhỏ, mới vừa mở mắt thôi mọi người. Cho nên đặt tên út cưng rất là tội. Bí cũng uống rất là dễ thương. Không có thế lắm. Lì quá, cứ vũi vũi tìm sữa.
Rồi nè. Chua miệng cho biết cưng, biết cưng uống banh thành đó ta. Nãy giờ con bé chả ăn nè Biểu. Nè Biểu cưng đi vô nè, ăn xong rồi. Biểu bin bi lò cho ăn hết rồi. Đây còn hai bí nữa mình mua dành cho anh bạn hai bí còn đã chết anh em mọi người. Hai bí còn đỏ, rất là đỏ. Lát nữa anh bạn anh sẽ lấy.